Một câu bài tập về góc lượng giác cực 2. Cần nhớ alpha cộng beta bằng 90 độ, suy ra sin alpha bằng cos beta. Sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Vì 30 độ cộng 60 độ bằng 90 độ, suy ra cos 30 độ bằng sin 60 độ. 20 độ cộng 70 độ bằng 90 độ, suy ra cos 20 độ bằng sin 70 độ. Do đó thì M sẽ bằng sin bình 70 độ này cộng cho sin bình 60 độ cộng cho cos bình 60 độ cộng cho cos bình 70 độ. Sau đó chúng ta nhóm lại là sin bình 70 độ sẽ nhóm với cos bình 70 độ. Còn nhóm thứ hai là sin bình 60 độ nhóm với cos bình 60 độ. Sin bình cộng cos bình bằng 1, vậy là 1, cái này cũng là 1 này, 1 cộng 1 bằng 2, kết quả bằng 2.